chào tất cả các em. Cảm ơn các em đã ủng hộ kênh của thầy cô. Các em hãy like, share và giới thiệu cho các bạn khác để các bạn khác cùng tham gia đăng ký vào cái kênh học của thầy cô, để giúp cho kênh ngày càng lớn mạnh. Nếu mà thấy quảng cáo thì các bạn cũng nhớ kích vào càng quảng cáo để ủng hộ kênh của thầy cô nhé, để thầy cô có động lực làm các video tiếp theo để phục vụ cho chúng ta trong việc học tập. Bây giờ bài hôm trước, bài 20 là một cái bài thực hành, thì phần này giáo viên trên lớp sẽ hướng dẫn chúng ta thực hành, cho nên là cô không có quay cái video, nó tương đối phức tạp hơn bởi vì cần phải có người quay rồi video. Mà thực ra những bài thực hành là để giúp chúng ta củng cố xác định lại những kiến thức mà chúng ta đã học, cho nên hôm nay cô quay luôn clip tiếp theo, đó là bài 21, đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm. Bây giờ chúng ta tìm hiểu thứ nhất là đặc điểm chung của ngành thân mềm trước. Rồi, thứ nhất là bây giờ chúng ta sẽ đọc tham khảo thông tin ở phần ô vuông màu xanh này và chúng ta sẽ nhận xét về cái gì? Nhận xét về sự đa dạng của ngành thân mềm. Như vậy, để nhận xét về sự đa dạng của ngành thân mềm thì đầu tiên ở đây chúng ta nhận xét thứ nhất, đó là về kích thước. Thì chúng ta thấy kích thước thì nó có nhiều kích cỡ khác nhau. Có những loài rất là nhỏ, chỉ nặng khoảng vài chục gram thôi, rất là nhỏ, ví dụ như các loài ốc nước ngọt như là ốc gạo, ốc rạ, đúng chưa? Hoặc là nhưng mà cũng có những loài lại có kích thước vô cùng lớn, ví dụ như loài bạch tuộc đại tây dương, nó nặng tới bao nhiêu? Một tấn, rất là lớn, đúng chưa nào? Thứ hai là về môi trường sống này, thì chúng phân bố thứ nhất là độ cao rất là cao, có thể là lên đến gì? Hàng nghìn mét so với mặt nước biển, ví dụ như các loài ốc sên, hoặc là phân bố ở các ao hồ sông suối, ví dụ như là các loài ốc bươu vàng, trai, vân vân, hoặc là có cả ở biển nữa. Có những loài là ở dưới đáy biển sâu, ví dụ như là mực, bạch tuộc, rồi sò huyết, sò lông, vân vân. Thứ ba đó là về tập tính của nó. Về tập tính thì chúng có nhiều cái hình thức sống khác nhau, ví dụ như vùi lấp, như là trai, sò, ngao, ngán, rồi đến lối sống là bò chậm chạp, ví dụ như là các loài ốc một mảnh vỏ nói chung, hoặc là tới cách di chuyển với tốc độ rất là cao, ví dụ như là mực nang, mực ống, các loài bạch tuộc. Mặc dù là chúng ta thấy là về kích thước, môi trường, tập tính nó có nhiều đặc điểm khác nhau như vậy, nhưng giữa chúng vẫn có những đặc điểm chung. Như vậy đó là những đặc điểm nào, thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát cho cô kể hình vẽ ở trong sách giáo khoa. Đó là hình 21, sơ đồ cấu tạo chung của đại diện thân mềm. Đầu tiên đó chính là con trai sông mà chúng ta đã học. Tiếp theo đó là con ốc sên. Và cuối cùng là con mực. Thì chúng ta để ý đó, đúng chưa? Chúng ta để ý một số cái á. Ví dụ đây ốc sên nè, chân hình trai sông chân hình lưỡi rìu nè, đúng chưa? Rồi đối với ốc sên đây, chân của nó đây. Rồi mực thì cái tua của nó chính là chân của nó đó, đúng chưa các em? Rồi đây, tua chính là chân đấy. Rồi nó lại có gì? Vỏ hoặc là mai bằng đá vôi nè. Vỏ đây, hai mảnh vỏ, một mảnh vỏ. Cái nang mực. Rồi đây là ống tiêu hóa. Đấy, từ ống hút nước đi vào. Đây là ống tiêu hóa. Đây. Đấy. Rồi khoang áo, rồi phần đầu này. Anh này thì phần đầu tiêu giảm. Thì bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành cái bảng trang 72 sách giáo khoa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành cái bảng này. Bảng này nó đơn giản ở chỗ là các cái từ cụm từ hoặc là ký hiệu gợi ý thì người ta cho sẵn chúng ta phía dưới này rồi. Và nhiệm vụ chúng ta sẽ chọn những cái cụm từ phía dưới này và điền lên ở phía trên dựa vào những thông tin mà chúng ta đã học. Bây giờ chúng ta sẽ điền theo cái cột dọc nha. Thứ nhất là về nơi sống, thì trai sông nó sống ở đâu đây? Ở nước ngọt. Thứ hai đó là con sò. Thì sò thì nó sống ở đâu? Ở biển. Tiếp theo ốc sên thì ở cạn, đúng chưa? Rồi ốc vặn thì ở nước ngọt. Và con mực thì đương nhiên là sống ở biển, đúng chưa? Chúng ta sẽ hoàn thành theo cột dọc để chúng ta thấy được cái môi trường sống của nó phân bố như thế nào. Tiếp theo là về cái lối sống. Thì trai sông đương nhiên là nó làm gì đây? Có lối sống là vùi lấp này. Con sò thì đương nhiên là có lối sống là vùi
vui lắm. Chúng ta để ý những con nào mà có hai mảnh vỏ thì có lối sống là vui, vui lắm. Những con nào có một mảnh vỏ thì có lối sống là gì đây? Bò chậm, chậm chạp. Cho nên cả ba con ốc sên này, ốc vặn này và mực thì chúng ta sẽ điền cái cụm từ là gì đây? Bò chậm, chậm chạp. Chậm như ốc sên này đúng chưa? Chậm như trai. Rồi, và cuối cùng là con mực thì cái lối sống, ồ cô nhầm chỗ này nè. Hai cái thôi, ốc vặn và ốc sên thôi. Rồi, con mực thì có cái lối sống là bơi, bơi nhanh, tốc độ rất là cao. Tiếp theo thì kiểu vỏ đá vôi thì đương nhiên trai sông và sò là gì đấy? Hai mảnh, mảnh vỏ. Hai con này thì hai mảnh, mảnh vỏ. Rồi, tiếp theo ốc sên và ốc vặn thì một vỏ xoắn, xoắn ốc. Một vỏ xoắn, xoắn ốc. Và cuối cùng là con mực thì vỏ của nó đã tiêu giảm. Vì sao nó tiêu giảm? Là để thích nghi với cái lối sống là bơi nhanh. Chứ nếu mà có cái vỏ thì làm sao mà bơi nhanh được, đúng không các em? Giống như những loài kia đó, nó có vỏ, nó chỉ có thể là vùi lấp hoặc là bò chậm, chậm chạp. Về đặc điểm cơ thể thì thân mềm. Rồi, tất cả những anh này đều là thân mềm. Cho nên chúng ta có thể dùng nó để làm thức ăn đấy, đúng chưa? Và là có phân đốt không các em? À, đương nhiên là nó không phân đốt. Chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng đúng không? Rồi, không phân đốt thì đương nhiên là không thể nào là phân đốt được. Đặc biệt là khoang áo thì phát triển thì cả bốn anh này, năm anh này đều có khoang áo phát triển thì chúng ta đánh dấu tích vào đây. Yeah. Như vậy thì qua cái bảng này thì bây giờ chúng ta sẽ rút ra được đặc điểm chung của ngành thân mềm. Thì đặc điểm thứ nhất đó là gì? Đó là thân mềm, không phân đốt. Đặc điểm thứ hai đó là gì? Hầu hết chúng đều có vỏ đá vôi. Phần lớn trong chúng đều có vỏ đá vôi hoặc là di tích của vỏ đá vôi. Tiếp theo đó là gì đấy? Có khoang áo phát triển. Và thêm một đặc điểm chung nữa, đó là hệ tiêu hóa của nó phân hóa, được chưa? Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu đặt xong cái đặc điểm chung của nó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái vai trò của ngành thân mềm. Thì ở đây chúng ta cũng có một cái bảng để mà chúng ta hoàn thành. Rồi, cái bảng này là chúng ta sẽ dựa vào những cái có ở địa phương của mình, những cái đại diện, những cái thân mềm có ở địa phương của mình để chúng ta điền vào đây. Ví dụ như làm thực phẩm cho người này thì chúng ta dựa vào địa phương của mình thôi. Ví dụ địa phương của cô thì cô có con trai này, đó, con hến này, đó, làm thực phẩm cho người. Làm thức ăn cho động vật khác thì ở đây địa phương của cô thì cũng có nhiều lắm. Ví dụ như là các loại ốc này, ốc ruộng này, đúng chưa? Là làm thức ăn cho vịt đấy, đúng chưa? Rồi hến này thì cũng có thể làm thức ăn cho vịt này. Rồi, nếu mà dùng để làm đồ trang sức thì đương nhiên là dùng ngọc trai của con trai, đúng không? Người ta nuôi trai để lấy ngọc, ngọc trai đấy, đúng chưa? Rồi, làm sạch môi trường nước thì đương nhiên nhiều lắm, đúng không? Ví dụ như là làm sạch môi trường nước, ví dụ như là trai sông này. Đấy, rồi con gì? Con sò này, hoặc là con vẹm xanh này, đúng chưa? Ở biển á. Rồi làm vật trang trí, ví dụ như làm vật trang trí thì người ta sẽ dùng vỏ ốc hoặc là vỏ sò, và cộng thêm cái sự tác động của con người mình vào nữa, chứ không phải chỉ đem nguyên si nó về để mà trang trí thì đương nhiên nó sẽ không có đẹp lắm, đúng không? Rồi có hại cho cây trồng thì đương nhiên chính là con ốc sên rồi, các loại ốc sên đấy. Rồi làm vật chủ trung gian truyền bệnh dùng sáng, ví dụ như là ốc mút này, ốc gạo này, đúng chưa? Ta biết là ấu trùng của những loài dung sáng thì là ký sinh ở trong mấy con này. Rồi có giá trị xuất khẩu, ví dụ như con gì? Con sò huyết này. Rồi con gì nữa? Con mực này, nha. Rồi có giá trị về mặt địa chất, đó là hóa thạch của một số vỏ ốc. Hóa thạch vỏ ốc thì có giá trị về mặt địa chất. Như vậy qua cái vai trò này thì chúng ta sẽ rút ra được là cái mặt lợi ích và mặt tác hại, đúng không? Như vậy lợi ích thì nhiều hơn này, ví dụ làm thực phẩm cho con người này, nguyên liệu xuất khẩu này, làm thức ăn cho động vật này, làm sạch môi trường nước này, làm đồ trang trí, trang sức vân vân.
Còn nếu tác hại thì nó sẽ là vật trung gian truyền truyền bệnh này, rồi ăn hại cái cây trồng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số câu hỏi ở phía sau sách giáo khoa nha, để xem thử là có cái câu nào khó mà cần cô phải giải đáp cho các bạn hay không nha. Câu thứ nhất, đó là vì sao mực bơi nhanh nhưng mà cùng ngành với lại ốc sên bò rất là chậm chạp. Đúng nha. Thì ở đây chúng ta thấy là mực bơi nhanh nhưng vẫn được xếp vào cùng ngành với ốc sên vì chúng có đặc điểm chung như chúng ta vừa nêu ở cái phần trên. Đó là gì? Thân của chúng đều mềm, không phân phân đốt và khoang áo thì phát triển, đúng chưa nào? Rồi cái đặc biệt là người ta cũng dùng cái đặc điểm chính đó là thân của nó mềm, cho nên là dùng để đặt tên cho ngành đó là ngành thân thân mềm. Câu 2 là ở các địa chợ địa phương em có các loài thân mềm nào được bán làm thực phẩm và là loài nào có giá trị xuất khẩu thì chúng ta tự nêu. Câu 3 là ý nghĩa thực tiễn của vỏ thân mềm. Thì ở đây là cái vỏ của thân mềm á, thì thứ nhất là dùng để làm đồ trang trí này, đặc biệt ví dụ như là ở những cái vùng du lịch ví dụ như là Hạ Long, Đồ Sơn, Nha Trang, Vũng Tàu vân vân, thì vỏ của các loài này được khai thác rất là nhiều, mang lại cái giá trị kinh tế rất là lớn. Ngoài ra một số vỏ của các loài ốc còn được dùng để sản xuất vôi để mà trong xây dựng á nha. Rồi như vậy là bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em ở clip tiếp theo. Chúc các em học tốt nha.